vụ ngư dân bị tra tấn trên biển, bắt kẻ chiếm đoạt tiền bồi thường của nạn nhân. Người bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo ở Nha Trang tiếp tục bị phạt. Hàng loạt hành khách đi nhầm máy bay tại Tân Sơn Nhất. Tìm thấy pháo trong vụ cháy nổ lớn ở tiệm sửa chữa xe máy khiến 3 người bị thương nặng. Ông Trùm đứng sau ngành dịch vụ trong xe trên vỉa hè dưới lòng đường ở Hà Nội. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với VN News. Kênh YouTube của chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khắp cả nước. Vừa rồi là những tin tức sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Vụ ngư dân bị tra tấn trên biển, bắt kẻ chiếm đoạt tiền bồi thường của nạn nhân. Ngày 28 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can là Dương Văn Bình, tên thường gọi là Bình Bùa, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Làm việc với cơ quan công an, Bình thừa nhận đã cầm số tiền chủ tàu cá bồi thường cho nạn nhân Trương Văn Tuấn, 47 tuổi, thường trú ấp 18, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ số tiền 120 triệu đồng của bị can Bình nộp lại. Trước đó, nạn nhân Tuấn đã nhận 20 triệu đồng trong số 150 triệu đồng bồi thường của chủ tàu cá. Như Tiền Phong thông tin, ngày 18 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án hình sự hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật hình sự. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố bắt tạm giam 4 bị can gồm Nguyễn Văn Tị, 34 tuổi, ngụ ấp Trùm Thuật A, xã Khánh Hải, Nguyễn Công Toàn, 34 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Sông Đốc và Đoàn Văn Hùng, 44 tuổi, ngụ khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời và Sử Chí Tâm để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Tên nhân vật đã được thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Người bán hàng rong đổ thức ăn thừa vào nồi nước lèo ở Nha Trang tiếp tục bị phạt. Liên quan clip trên mạng xã hội tố một phụ nữ bán hàng rong trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đường Quang Trung, thành phố Nha Trang có hành vi đổ thức ăn thừa của khách vào nồi nước lèo để bán tiếp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang vừa ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với bà Hồ Thị Thu, sinh năm 1942, ngụ tại phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang về hành vi vi phạm các điều quy định bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường Lộc Thọ đã ra quyết định xử phạt bà Hồ Thị Thu về hành vi sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh dịch vụ ăn uống, gây cản trở giao thông với mức 2,5 triệu đồng. Bà Hồ Thị Thu cam kết sẽ không tiếp tục buôn bán hàng rong vi phạm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Như vậy, tổng mức phạt vi phạm hành chính đối với bà Thu là 4,5 triệu đồng. Bà Hồ Thị Thu phải nộp các khoản phạt này trong vòng 10 ngày từ khi Ủy ban Nhân dân phường Lộc Thọ ra quyết định xử phạt. Bà Thu có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với các quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lộc Thọ. Tên nhân vật đã được thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Hàng loạt hành khách đi nhầm máy bay tại Tân Sơn Nhất. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các cảng vụ hàng không, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam về việc yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về đồng bộ hành khách và hành lý. Liên quan đến thông tin báo chí có nêu về việc tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ bỏ kiểm soát giấy tờ tùy thân của hành khách ở cửa ra máy bay trong thời gian cao điểm Tết. Cục Hàng không Việt Nam cho biết hiện nay quy định của pháp luật về vận chuyển đồng bộ hành khách và hành lý chưa có sự thay đổi. Đồng thời, theo thống kê vào năm 2022, tiếp tục xảy ra một số vụ việc hành khách đi nhầm máy bay do chủ quan của nhân viên hàng không tại quầy. Như vụ việc ngày 24 tháng 7 năm 2022, hành khách đi chuyến bay Vietjet 636 từ Sài Gòn đến Đà Nẵng nhằm sang chuyến Vietjet 1230 từ Sài Gòn đến Vân Đồn. Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các hãng hàng không Việt Nam nghiêm túc thực hiện quy định về đồng bộ hành khách và hành lý, kiểm tra, giám sát an ninh đối với hành khách và hành lý xách tay, xuất phát đúng theo quy định hiện hành. Tên nhân vật đã được thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Tìm thấy pháo trong vụ cháy nổ lớn ở tiệm sửa chữa xe máy khiến 3 người bị thương nặng. Ngày 28 tháng 12, liên quan đến vụ cháy tại tiệm sửa chữa xe máy trên đường Hoàng Công Chất, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, làm 3 người bị thương, Công an thành phố Hà Nội thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ việc. Theo đó, qua lời khai của nạn nhân trong vụ cháy là Nguyễn Văn Linh, quê Ninh Bình, nhân viên sửa xe cho biết, cuối tháng 11 năm 2022, Trần Văn Tú và Nguyễn Ngọc Tú rủ nhau lên mạng mua thuốc nổ về tự cuốn pháo để chơi trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Tuy nhiên,
Trong khi nhân viên tiệm sửa xe sử dụng bếp ga mini để ăn lẩu, thì bình ga phát nổ gây cháy nhà, sau đó gây cháy nổ số pháo đã cuốn. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 12, xảy ra vụ cháy nổ tại cửa hàng sửa chữa xe máy của ông Thân Văn Minh, địa chỉ 176 đường Hoàng Công Chất. Nhận được tin báo cháy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội nhanh chóng đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến khoảng 19 giờ 35 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. Tại hiện trường vụ cháy phát hiện một số xác giấy nghi là pháo. Thiệt hại về tài sản cháy khoảng 54m2 nhà xưởng và một số xe máy, vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa xe. Hiện công an quận Bắc Từ Liêm đang phối hợp các phòng chức năng công an thành phố Hà Nội khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. Tên nhân vật đã được thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Ông Trùm đứng sau ngành dịch vụ trông xe trên vỉa hè dưới lòng đường ở Hà Nội. Theo số liệu ông Phan Trường Thành, Phó trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cung cấp cho VOV Giao thông, tính đến năm 2021, một nửa hạ tầng giao thông tỉnh của thủ đô Hà Nội đang phụ thuộc vào các bãi trông giữ xe tạm thời trên vỉa hè, dưới lòng đường. Trên địa bàn nội thành Hà Nội có khoảng 590 điểm đỗ xe và bãi đỗ xe tập trung. Ngoài ra có khoảng 560 điểm trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường và vỉa hè. Với số lượng này chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu đỗ xe của người dân, 90% còn lại là đỗ xe ở các bệnh viện, trường học, khoảng đất trống, đất dự án chưa khai thác. Như vậy, có thể nhìn thấy năng lực hiện nay của kết cấu hạ tầng giao thông tỉnh phục vụ người dân thấp hơn nhiều so với quy hoạch, ông Thành nói. Dù rằng chỉ để tạm thời thôi, nhưng đây thực chất là chuyện kinh doanh. Chưa chắc đã phục vụ cho nhà nước, có khi chỉ phục vụ cho một số cá nhân, lợi ích của nhóm nào đó thôi. Không nên để tình trạng như hiện nay, nó bừa bãi quá, không xứng tên thủ đô của một đất nước, ông Nguyễn Mạnh Đạt, một cán bộ về hưu, sinh sống ở quận Hai Bà Trưng chia sẻ. Thống kê độc lập của phóng viên trên địa bàn hai quận trung tâm là Hoàn Kiếm và Ba Đình cho thấy, trong tổng số 157 điểm, bãi trông giữ xe tạm thời được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Ủy ban Nhân dân các quận cấp phép cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các bãi xe thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội chiếm tỷ lệ trên 30%, công ty cổ phần 901 chiếm 20% và công ty cổ phần Đồng Xuân chiếm 20%. Ngoài ra, tại khu vực lõi đô thị còn có các tên tuổi khác như công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tùng Linh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại đầu tư Gia Khánh. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, chúng ta cũng mong muốn những công ty chuyên nghiệp người ta thực hiện việc trông giữ xe thì sẽ thuận lợi cho hoạt động quản lý, đáp ứng các yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng nên được triển khai rộng rãi, công khai ở toàn địa bàn thành phố, không nên gói gọn vào một số công ty nào đó. Lúc đó sẽ rất hạn hẹp và cũng dễ tạo lợi ích nhóm giữa những chủ thể thực hiện việc trông giữ xe này. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng, mặc dù Hà Nội đã tăng gấp 3 lần mức cho thuê diện tích lòng đường, vỉa hè làm nơi đổ xe từ năm 2018, nhưng số tiền đó vẫn quá chênh lệch so với giá thị trường tại những vị trí được ví như đất vàng giữa lòng thủ đô. Và chính việc được thuê công sản với giá rất thấp so với tiềm năng kinh doanh, đó là một lợi thế cạnh tranh, là đặc quyền lợi ích của những tổ chức, cá nhân được cấp phép. Chúng tôi đã tính ra, một quận trung tâm có thể thu được hàng ngàn tỷ một năm. Nếu chỉ cần quản trị không gian đô thị, tài sản còn nghiêm chỉnh, điều đó có thể thu lại còn nhiều hơn so với thu thuế từ buôn bán lặt vặt, khách sạn, nhà hàng. Riêng việc thu phí cho đúng giá, nền kinh tế sử dụng bãi đất công được trả tiền đúng thì sẽ vượt lên được nền kinh tế đó, kiến trúc sư Trần Huy Ánh nói. Theo khảo sát của VOV Giao thông tại các điểm đỗ xe tạm thời ở vùng lõi thủ đô, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác điểm đỗ xe Hà Nội là cái tên chiếm thị phần lớn nhất 30%. Công ty này có địa chỉ tại 17 phố Hàng Đậu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm. Công ty được thành lập vào năm 1996, tiền thân là Ban Quản lý hè đường phố thuộc Sở Giao thông Công chính Hà Nội, nay là Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Đến năm 2004, công ty này được đổi tên và trực thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Transurco. Transurco là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Công ty cổ phần 901 là ông lớn tiếp theo, chiếm thị phần 20% các điểm trông giữ xe, địa chỉ tại số 4B, xóm Thắng Lợi, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng. Công ty này không có website riêng nên thông tin khá bí ẩn. Mặc dù vậy, nếu gõ từ khóa, bãi xe công ty cổ phần 901 lên công cụ tìm kiếm, máy chủ Google ở Việt Nam sẽ trả 258.000 kết quả sau 0,39 giây. Đa số là các thông tin tiêu cực về chặt chém, thu quá giá quy định, lớn diện tích cấp phép. Theo các số liệu chính thức từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, nguồn thu từ việc cho thuê lòng đường để trông giữ xe trung bình mỗi năm khoảng 45 tỷ đồng. Trong khi đó,
chưa có con số chính xác về nguồn thu từ việc cho thuê vỉa hè để trông giữ xe, do số liệu phụ thuộc vào tổng hợp từ 30 quận, huyện, thị xã. Điều tra độc lập của VOV Giao thông cho thấy, con số này không quá 25,5 tỷ đồng một năm. Như vậy, ngân sách thành phố thu được dưới 80 tỷ đồng mỗi năm khi duy trì chính sách cấp phép cho các bãi trông giữ xe tạm thời trên vỉa hè và dưới lòng đường. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, các cơ quan quản lý cũng không thể biết chính xác doanh thu thực tế của các bãi trông giữ xe. Nguyên nhân là do các bãi trông xe thường xuyên thu quá giá quy định, tận dụng và lấn chiếm diện tích được cấp phép, không xuất vé hoặc hợp đồng cho khách thuê. Chuyên gia giao thông Nguyễn Ngọc Quang cũng có chung nhận định, nhìn từ các bãi giữ xe tạm được cấp phép trên vỉa hè, lòng đường, nhân viên thu tiền mặt không vé, không hợp đồng, ngang nhiên trông giữ xe quá diện tích, rồi sau đó chấp nhận nộp phạt. Có thể khẳng định, công sản đang bị quản lý lỏng lẻo, dẫn tới nhiều hệ lụy thất thu ngân sách và ảnh hưởng lớn tới các chính sách giao thông đô thị khác, tạo ra một thói quen lệ thuộc nguy hại của chính quyền đô thị vào sự nhếch nhác, thiếu bền vững vào các bãi đỗ xe tạm thời. Tên nhân vật đã được thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến sự việc trên. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.